Doanh nghiệp xăng dầu đầu mối dự báo giá bán lẻ các mặt hàng này tại kỳ điều chỉnh ngày 11 tháng 10 có thể sẽ tăng mạnh từ 300 đồng đến 2.200 đồng do giá dầu thế giới tăng rất mạnh. Đây có khả năng là lần tăng trở lại sau 4 phiên liên tiếp giảm. Trong kỳ điều hành ngày 11 tháng 10, giá xăng dầu ở trong nước có thể tăng sau nhiều kỳ giảm do giá dầu thế giới xu hướng tăng trở lại. Mức tăng phụ thuộc vào diễn biến của giá thế giới hai ngày tới đây và việc điều hành quỹ bình nguồn giá. Các doanh nghiệp dự báo giá tại kỳ điều chỉnh sắp tới với diễn biến hiện tại, giá dầu diesel có thể tăng từ 1.900 cho đến 2.200 đồng mỗi lít, trong khi xăng tăng khoảng 300 đồng một lít. Hiện giá bán các loại xăng dầu trong nước áp dụng theo mức giá điều chỉnh từ 15 giờ ngày 3 tháng 10. Theo đó thì giá xăng RON 95 ở ngưỡng 21.440 đồng một lít, xăng E5 RON 92 là 20.730 đồng một lít và giá dầu diesel là 22.200 đồng một lít.